Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một web, thì nó kiểu dạng như là một sử dụng của được phát triển bởi Google Chrome. Thì hôm nay thực ra cái này nó cũng có lâu rồi thì cũng có nhiều người biết rồi, nhưng hôm nay mình sẽ nói theo để cho các bạn biết là xem các bạn có lên chơi cái web này hay không. Thì mình sẽ có một bài so sánh và đánh giá nó để cho các bạn biết là có nên chơi không. Link của web thì mình sẽ để phần mô tả ở bên dưới để cho các bạn vào. Thì khi bạn vào, bạn chỉ cần ấn vào đây, app Chrome này, get coin, thì nó sẽ hiện ở ngay trên thanh công cụ của các bạn, để ngay cạnh cái khi bạn dùng Google Chrome ấy, thì app vào đấy thì nó sẽ hiện ngay luôn về phần đấy thôi. Thì sau đó các bạn ấn vào thì sẽ chuyển về trang đây. Ok, nó đây. Thì để đầu tiên mình sẽ giới thiệu qua về nó trước. Cái đây chỗ Bitcoin bạn kiếm được, và cái chỗ này là nó chuyển với giá ở Bitcoin ở thời điểm hiện tại. Ok, thử quay lại nào. Nó chuyển với giá ở Bitcoin ở thời điểm hiện tại. Hiện tại nếu mà tính 0.00 là mình vẫn chưa kiếm được một 0.00 đô nào, nếu mà tính theo một thời điểm hiện tại như bây giờ. Và đây là một dòng vài dòng giới thiệu nó, còn đây là link để bạn copy gửi cho các bạn bè để mời cho các bạn bè. Còn đây là tốc độ của nó khi off, thấp bình thường và cao. Đây bạn có thể chỉnh đây, chỉnh nếu cao, nếu thấp thì để đây. Và cái chỗ này speed hashes, cái này thì mình đã nói với các bạn rất nhiều lần về cái loại này rồi. Nếu mà CPU của bạn mà tầm 87-20 như của mình thì chắc chắn là nó rất là chậm. Thì mình đã nói quá nhiều về cái kiểu tốc độ rồi, bây giờ bạn phải đạt tổng độ 100 thì gọi là các bạn mới nhìn thấy cái get bonus. Cái get bonus này là khi bạn nào bạn mời được bạn bè, chỗ này mình chưa mời được ai này, thì các bạn mới ấn get bonus này mình có. Xong tiếp theo bạn ấn vào đây thì đây nó sẽ có phần tổng quan của bạn và nó withdraw ở đây. Mình sẽ nói phần withdraw sau, get bonus này sau, copy đây. Tổng quan thì bạn sẽ đăng nhập, thì bạn vào đây để đây mình đăng nhập rồi thì nó sử dụng Gmail. Thế ra đây mình đăng nhập rồi thì khi là bạn chưa đăng nhập thì nó sẽ có phần login để bạn đăng nhập vào đây, dùng để đăng nhập. Và mình sẽ cho các bạn xem min rút của nó luôn. Min rút của nó hiện tại là 0.0004. Thì cùng với một thằng đấy, trước đây mình đã giới thiệu cho các bạn, đó là một thằng này. Thằng này thì min rút nó sẽ ở mức độ cao hơn, đó là 0.001, cao hơn khoảng độ 10 lần ấy. 2 lần, cao hơn thằng này hơn 2 lần tí. Thì với tốc độ mình đào chăm chỉ 5 HZ này thì đúng thật là nó rất là chậm. Nếu mà để so với những cái web trước mình đào bằng giới thiệu cho các bạn bằng CPU ấy, mình đào cho các giới thiệu trước các bạn thì thực sự nó không hiệu quả bằng so với những cái web trước, bởi vì những cái web trước bạn đào xong rồi bạn bay thẳng về ví luôn. Còn những cái này thì bạn phải chờ đến min rút, mà cộng với lại sức mạnh của CPU bạn cũng không có thể có quá nhiều để có thể mà đưa vào một dạng sức mạnh CPU. Bạn không thể có quá nhiều, bạn giống như kiểu là bạn không thể chạy được nhiều web, bạn sức mạnh bạn chỉ có thế thôi. Ví dụ như i7 thì bạn chỉ có thể sức mạnh chạy như thế thôi, chứ bạn không thể, trừ khi bạn có thật là nhiều máy thì mình không nói. Nhưng mà nếu mà để sử dụng CPU thì cái này mình nghĩ rằng là nó sẽ tốt cho các bạn nào mà kiểu như là sử dụng ở các công ty mà có máy riêng, miễn phí tiền mạng, miễn phí tiền máy, máy chết thì cơ quan cấp cho con khác thì các bạn nên dùng. Ok, chứ còn về tốc độ như thế này, các bạn có thể test với tốc độ của các bạn, và nhưng mà với tốc độ như của mình này thì chắc chắn là đào nó sẽ không ra một cái gì cả. Có thể là có thể đến hàng năm trời may ra mình mới đủ rút, nếu mà đào theo kiểu mình chắc là phải đến hàng năm trời mới đủ rút. Cái bài này thì sẽ có, với lại cộng với mình đánh giá trong là cái chỗ phần này này, các bạn lưu ý cho phần này để vào Satoshi. Satoshi là đơn hàng triệu, có nghĩa là cái độ đoạn không này, đây là 0.001, chỗ đoạn này bắt đầu 100.000 Satoshi, là tính ở đây là 100.000 Satoshi, có nghĩa là Satoshi bắt đầu tính từ đây chứ không phải tính từ cái hàng này. Nó tính từ một Satoshi, nó được tính bắt đầu từ cái số này nhá, bạn lưu ý cho mình. Đây là 1 2 3 4 5 6 7 8, có nghĩa là 8 con số thì bị một cái số cuối cùng này bắt đầu mới được tính là một Satoshi, còn những cái số lại thì kệ nó đi. Cái việc của cái web này, một điều nữa là nó không chạy giống như cái này, như mình thấy là bạn nhìn này, nó sẽ nhảy cái chỗ này luôn, nhưng mà
của cái thằng này ấy, thì nó lại không hề hoàn toàn có sự nhảy nhót gì ở chỗ này. Nó cập nhật rất là lâu, một lúc sau nó mới cập nhật, bạn nhìn là 9557 năm. Nếu như mình mở mới một lúc sau nó mới cập nhật cho các bạn về đây. Đấy, nó mới cập nhật chứ không phải là nó cập nhật luôn cho các bạn đâu. Đây là bắt đầu nhảy lên một satoshi rồi đấy. Bắt đầu đây giờ mới là được một satoshi. Nếu mà cũng khoảng thời gian đào này thì mình cảm thấy nó rất là chậm. Nên ra các bạn cũng có thể tham khảo cái quét này và suy nghĩ xem có hợp với bản thân hay không. Để link thì mình để phần mô tả bên dưới, có hợp với bản thân hay không thì các bạn có thể chơi. Nó được phát triển bởi Google Chrome thì việc rút ra mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ rút được thôi. Bởi vì nó không phải là dạng đào quá là ảo diệu như là một số cái web khác, cộng với nó khi mình đào thì đây này, you never, đây là cái này nó hơn mấy cái web kia mình hướng dẫn các bạn là nó cho mời chào bạn bè để tăng thêm cái thu nhập của bạn lên. Thì bạn có thể sử dụng nhiều máy khác nhau để cùng đào cũng được, nhiều tài khoản khác nhau mời chính mình, bản thân mình để sử dụng, kiểu như bạn mời, ví dụ bạn có hai cái máy tính chẳng hạn, bạn mời chính bản thân bạn bằng cái máy tính đấy xong rồi bạn đào, hoặc là bạn có một máy tính ở nhà, bạn đào ở nhà xong rồi lên cơ quan bạn đào tiếp ở cơ quan, như thế nó vừa là ấy cho bạn. Đây bạn nhìn cái rễ cây, rễ cây này của nó level 1 này, you bạn này, nếu mà 5 người bạn này, tiếp theo 25 người bạn này lại chia ra thành 25 người bạn nữa, rồi 25 người bạn này lại chia ra 125 người bạn nữa, rồi 62 người bạn này, chia cái level này nó cứ lên đấy. Đâm ra các bạn cũng lưu ý cái phần này, nếu mà bạn thích thì cũng thể chơi được kiểu này cũng được. Ok, cảm ơn các bạn đã xem kênh YouTube của mình. Thì bạn nào chưa ấn subscribe thì nhớ ấn subscribe ủng hộ kênh YouTube của mình nhé. Còn nếu tất cả mọi thắc mắc các bạn có thể comment ở phần mô tả bên dưới, mình sẽ để link group Facebook và link web này ở bên dưới để cho các bạn có thể tham gia cùng với bọn mình chia sẻ và thảo luận có nên chơi cái web này hay không, thì các bạn có thể comment ở phần mô tả bên dưới để cho mọi người cùng biết. Về cá nhân mình thì mình có rất nhiều các web để cùng chơi, đâm ra cả với lại cộng với sức mạnh về máy tính mình cũng không có quá nhiều để đầu tư về sức mạnh máy tính như thế, đâm ra mình cũng không mặn mà gì về những cái web như thế này. Nhưng mà về cá nhân bạn thì mình cũng không thể biết được, vì các bạn có thể có rất nhiều những cái máy tính dạng nhàn rỗi chẳng hạn. Ok, cảm ơn các bạn.